Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đế Chế Forex. Ngày hôm nay thì chúng ta lại gặp lại nhau ở video số 21 của chuỗi video tập Forex từ căn bản đến nâng cao. Ở trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một chỉ báo khác trong phân tích kỹ thuật, đó chính là RSI. Thì RSI cũng là một chỉ báo được rất nhiều trader sử dụng trong quá trình phân tích, và cá nhân mình thì cũng thường xuyên sử dụng RSI, đặc biệt là sử dụng RSI để tìm tín hiệu phân kỳ trong quá trình phân tích. Và cũng giống như các chỉ báo khác thì các bạn có thể sử dụng RSI để kết hợp với các chỉ báo để tạo thành một hệ thống giao dịch. Vậy thì RSI là gì và làm thế nào để có thể sử dụng RSI một cách hiệu quả? Thì chúng ta cùng đi vào bài học ngày hôm nay nhé. Cũng giống như các bài học khác liên quan đến các chỉ báo thì bài học ngày hôm nay sẽ có 4 phần. Và trong 4 phần này thì các bạn cần lưu ý hơn cho mình phần thứ 2 là phần tính chất liên quan đến RSI, cụ thể là tính chất phân kỳ. Tại sao các bạn cần phải quan tâm hơn về cái tính chất phân kỳ này ạ? Bởi vì tính chất phân kỳ này cũng có thể áp dụng đối với các chỉ báo khác như là Stochastic hay là MACD. Vậy thì nếu các bạn có thể hiểu cũng như là áp dụng được cái tính chất phân kỳ của RSI thì đối với các chỉ báo khác các bạn cũng có thể dễ dàng sử dụng, được không ạ? Ngoài ra thì mình xin lưu ý là ở dưới phần mô tả của mỗi video thì mình đều để cái slide bài giảng này, thì các bạn có thể download về để tiện theo dõi. Hoặc là nếu bạn nào cần download toàn bộ slide của khóa học này thì các bạn có thể để lại email thì mình có thể gửi tất cả cái slide bài học để các bạn có thể tiện theo dõi cũng như là lưu trữ, được không ạ? Và bài học ngày hôm nay thì có lẽ cũng khá là dài, cho nên là để không mất thời gian thì mình xin đi vào nội dung chính của bài học ngày hôm nay luôn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi đến với khái niệm RSI là gì ạ? RSI là viết tắt của Relative Strength Index, hay có tên tiếng Việt là chỉ số sức mạnh tương đối. Nó là một chỉ báo động lượng dùng để đo lường cái mức độ thay đổi của giá và để đánh giá các cái điều kiện khóa mua hoặc là khóa bán của thị trường. Thì chỉ báo RSI này thì được phát triển bởi J. Wallace Wilder vào năm 1978. Thì có lẽ các bạn thấy cái tên này cũng khá là quen, đúng không ạ? Bởi vì đây chính là cái tác giả đã phát minh ra chỉ báo Parabolic giảm mà chúng ta học ở bài trước. Tác giả này thì cũng phát minh ra khá là nhiều chỉ báo khác khá là hay. Và như các bạn thấy ở hình dưới đây thì đây chính là cái hình ảnh của chỉ báo RSI khi mà chúng ta thêm vào đồ thị. Thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy là khác với các cái chỉ báo khác chúng ta đã học, ví dụ như là đường trung bình hay là Bollinger Band, thì khi mà chúng ta thêm chỉ báo vào đồ thị thì các cái chỉ báo chúng ta đã học nó sẽ ở cái cửa sổ hiển thị đường giá luôn, đúng không ạ? Còn riêng đối với RSI thì khi mà chúng ta thêm vào đồ thị thì nó sẽ ở một cái cửa sổ riêng chứ không ở chung với cái cửa sổ mà hiển thị đường giá. Thì điều này nó cũng giúp chúng ta rất dễ quan sát, đúng không ạ? Và chỉ báo RSI này thì có dạng cái đồ thị đường như thế này. Và chỉ báo RSI này thì nó sẽ dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Trong đó thì có những cái vùng mà quan trọng mà các bạn cần phải lưu ý, đó là những vùng 30 hoặc là 70. Thì khi mà RSI vượt quá 30 thì nó thể hiện là thị trường đang ở trạng thái khóa bán. Và ngược lại, khi mà RSI vượt quá vùng 70 thì nó thể hiện thị trường đang ở cái vùng là khóa mua. Và khi mà các bạn đã sử dụng RSI thì các bạn có thể thấy là giá nó rất ít khi chạm đến hai cái điểm cực đại là 0 hoặc là 100. Thì tại sao RSI này nó lại dao động chỉ trong cái phạm vi từ 0 đến 100 ạ? Thì chúng ta cùng qua cái công thức của RSI thì các bạn có thể hiểu rõ hơn. Thì ở đây chính là cái công thức để giúp chúng ta tính RSI. Nó sẽ bằng 100 trừ đi 100 trên 1 cộng RS. Trong đó thì cái RS này nó chính là cái trung bình tổng số lần tăng giá trên số lần giảm giá trong một cái chu kỳ nhất định. Và thông thường thì người ta sẽ sử dụng cái thông số mặc định cho cái chu kỳ này là 14 chu kỳ. Và từ cái công thức này thì các bạn có thể thấy nó khá là đơn giản, đúng không ạ? Và các bạn cũng có thể dễ dàng suy ra được là từ cái công thức này thì chúng ta sẽ thấy được là RSI nó sẽ biến động trong phạm vi từ 0 đến 100. Nó sẽ bằng 0 khi mà cái phân số này đạt cực đại, đúng không ạ? Tức là lấy 100 trừ đi 100 sẽ bằng 0 khi mà cái chỉ số RS này nó rất là nhỏ. Và ngược lại thì nó sẽ bằng 100 khi mà cái chỉ số RS này nó rất là lớn, thì cái phân số này nó sẽ tiệm cận về 0, đúng không ạ? Thì RSI là một trong những cái chỉ báo mà có công thức khá là đơn giản, đúng không ạ? Và để các bạn có thể hiểu cụ thể hơn về cái chỉ báo này trên đồ thị thì chúng ta cùng qua một cái ví dụ ở trên đồ thị thực tế nhé. Như các bạn có thể thấy ở đây thì đây là một cái đồ thị mà mình đã thêm sẵn chỉ báo RSI vào trên đồ thị. Và các bạn có thể thấy là đa phần thì RSI nó sẽ chạy giống với cái đường giá, đúng không ạ? Ví dụ như là khi mà giá đi lên
thì RSI nó cũng đi lên, và khi mà giá đi xuống thì RSI nó cũng đi xuống. Và như mình đã lưu ý ở trước ấy, thì chúng ta sẽ cần phải chú ý đến những cái vùng quan trọng với RSI, như là vùng từ 70 trở lên, ở đây là vùng quá mua, và ngược lại là từ 30 trở xuống, nó là vùng quá bán. Thì thông thường khi mà giá chạm tới vùng quá mua hoặc là quá bán ấy, thì nó có thể có cái dấu hiệu đảo chiều. Ví dụ như trong trường hợp này, giá nó chạm 70 và nó quay đầu, hoặc là trong trường hợp này khi mà giá nó vượt qua 70, vượt qua cái ngưỡng 70 này thì nó quay đầu giảm, đúng không ạ? Và ngược lại, trong một số trường hợp thì khi mà nó chạm cái vùng 30 hoặc là vượt quá vùng 30 thì nó thể hiện cho thị trường đang ở trạng thái quá bán và có thể nó sẽ quay đầu nó tăng lại. Tuy nhiên ấy, thì đây là trên lý thuyết. Còn các bạn có thể thấy trong một số trường hợp ấy, thì khi mà nó vượt qua vùng 70 thì giá nó vẫn còn tiếp tục tăng rất là mạnh, như ở cái khoảng bên trái này, đúng không ạ? Và một điều nữa như mình vừa chia sẻ thì đa phần trong hầu hết thời gian các bạn sẽ thấy chỉ báo RSI này nó sẽ đi đồng thuận với đường giá. Tức là khi mà giá tăng thì RSI cũng tăng, và khi giá giảm RSI cũng giảm. Tuy nhiên thì trong một số trường hợp khi mà giá tăng tạo lên những cái đỉnh mới hoặc là đáy mới thì chỉ báo RSI nó lại không tạo được những cái đỉnh mới hoặc đáy mới. Đó là những cái trường hợp đặc biệt, thì nó sẽ giúp chúng ta nhận biết những cái dấu hiệu tốt để chúng ta có thể giao dịch. Và lát nữa thì chúng ta sẽ học về tính chất của RSI, đó chính là những cái dấu hiệu cho chúng ta nhận biết được là cái tính chất phân kỳ của RSI, và đó là những cái dấu hiệu để giúp chúng ta có thể tìm kiếm những cái cơ hội vào lệnh. Ok, để chúng ta có thể hiểu hơn về cái chỉ báo RSI này thì bây giờ chúng ta cùng qua một phần, đó là những cái đặc điểm tính chất của RSI, được không ạ? Cái tính chất đầu tiên của RSI mà có lẽ hầu hết mọi người đều biết ý, đó chính là cái tính chất thể hiện là cái trạng thái thị trường quá mua hoặc là quá bán. Thì như mình cũng đã vừa chia sẻ sơ qua ở phần khái niệm của RSI thì người ta sẽ xác định những cái vùng quá mua hoặc là quá bán bằng chỉ báo RSI này bởi hai cái mức, đó là mức 70 và mức 30. Thì khi mà giá chạm và vượt qua cái mức 70 thì nó thể hiện là thị trường đang ở cái trạng thái quá mua, và khi mà giá nằm trong cái vùng từ 70 đến 100 này thì có thể là đây là cái vùng mà cái phe mua nó đã đẩy giá lên rất là cao, và có thể ở trong cái vùng này thì chúng ta sẽ tìm thấy những cái dấu hiệu là giá sẽ quay đầu và giảm trở lại. Và ngược lại thì khi mà giá chạm đến vùng 30 hoặc là giá đã vượt quá cái vùng 30 này, tức là giá đang nằm trong cái vùng từ 0 đến 30 thì là cái vùng mà giá đã giảm rất là sâu và có thể giá sẽ đảo chiều tăng trở lại. Như các bạn có thể thấy ở trên đồ thị thì đây là hai cái vùng tương ứng với cái vùng giá khi mà RSI chạm cái mức 70 hoặc là chạm cái mức 30 thì giá đều quay đầu tăng trở lại hoặc là giảm trở lại khi mà đạt trạng thái quá mua, đúng không ạ? Tuy nhiên ấy, thì các bạn cần phải lưu ý là trong rất nhiều trường hợp khi mà giá đang trong một cái chen tăng hoặc là giảm mạnh ấy, thì việc RSI vượt quá 70 hoặc là xuống dưới 30 ấy, thì chưa chắc giá đã đảo chiều quay đầu. Ví dụ như ở trong trường hợp này các bạn thấy là khi mà giá đã vượt qua vùng 70, tức là vùng quá mua, đúng không ạ, thì giá vẫn còn tăng tiếp tục trong một thời gian khá là dài, sau đó thì giá mới quay trở lại giảm, đúng không ạ? Vậy thì trên thực tế khi mà các bạn giao dịch ấy, các bạn cần phải lưu ý là khi nào thì chúng ta nên thực hiện cái việc mua hoặc là bán khi giá chạm những cái vùng quá mua hoặc quá bán này ạ. Theo cái kinh nghiệm giao dịch trên thực tế của mình ấy, thì các bạn chỉ áp dụng những cái tính chất quá mua quá bán của RSI này khi mà giá tiệm cận đến một cái vùng kháng cự hoặc là hỗ trợ mạnh. Đồng thời thì nếu mà nó có những cái dấu hiệu đảo chiều, ví dụ như dấu hiệu nến đảo chiều ở những cái vùng kháng cự hoặc là hỗ trợ mạnh, thì lúc đó các bạn mới nên áp dụng cái tính chất quá mua quá bán này. Còn trong những trường hợp khi mà giá đã trong một cái chen tăng rất là mạnh, hoặc là ví dụ như các bạn thấy ở trường hợp này giá vừa phá cản sau một thời gian sideways rất là dài, đúng không ạ? Vậy thì khi mà các bạn thấy những cái trường hợp này, mặc dù là RSI nó đã vượt quá cái vùng 70, tuy nhiên ấy, thì như các bạn thấy ở phía trên này không có một cái cản nào mạnh cả. Vậy thì việc các bạn thấy RSI ở vùng quá mua mà các bạn đánh lệnh sell thì sẽ rất là nguy hiểm, được không ạ? Ok, chúng ta sẽ cùng đi qua một cái tính chất tiếp theo của RSI. Cái đặc điểm tính chất thứ hai của RSI mà các bạn cần quan tâm đó chính là cái mức RSI 50, chính là cái đường nét đứt ở giữa này. Thì cái ngưỡng 50 này nó sẽ có ý nghĩa gì trong quá trình chúng ta giao dịch ạ? Thì khi mà các bạn giao dịch ấy, thì đa phần khi các bạn thấy ở trong một xu hướng tăng ấy, thì RSI nó sẽ nằm ở trên cái mức 50,
Và cái mức RSI 50 này các bạn có thể thấy nó cũng giống như một cái vùng hỗ trợ cho cái chỉ số RSI này đúng không ạ? Thì các bạn có thể thấy trong một cái xu hướng tăng ấy, thì đa phần chỉ số RSI nó sẽ nằm trên cái mức 50 này. Ở đây các bạn có thể hiểu là một vùng chứ không hẳn là RSI phải chạm đúng cái mức 50 này sau đó thì bật lên được không ạ? Nó cũng tương tự như những cái vùng kháng cự hoặc là hỗ trợ. Và một đặc điểm nữa đối với cái mức 50 này là trong rất nhiều trường hợp khi mà giá đi từ dưới lên mà vượt qua cái mức 50 này thì nó sẽ thể hiện là xu hướng chuyển từ giảm sang tăng. Hoặc ngược lại, trong nhiều trường hợp khi mà chỉ số RSI nó sẽ đi từ trên xuống dưới và nó vượt qua cái mức 50 này thì nó báo hiệu cho chúng ta cái dấu hiệu là cái thị trường nó sẽ chuyển từ tăng sang giảm. Tuy nhiên thì các bạn sẽ chỉ áp dụng cái tính chất đấy trong một cái thị trường nó có xu hướng rõ ràng và nó có những cái tín hiệu đảo chiều rõ ràng. Còn trong cái thị trường sideways thì các bạn sẽ thấy là chỉ số RSI nó sẽ cắt cái đường 50 này rất là nhiều lần và nó sẽ tạo những cái tín hiệu nhiễu. Vậy nên là mặc dù cái tính chất của RSI đối với cái mức 50 này như thế, tuy nhiên là các bạn cũng cần phải tỉnh táo chứ không được áp dụng một cách máy móc, được không ạ? Tiếp theo thì chúng ta sẽ học một tính chất vô cùng quan trọng của chỉ báo RSI, đó chính là tính chất phân kỳ. Thì đây có lẽ là tính chất sẽ sử dụng rất là nhiều đối với chỉ báo RSI, thậm chí còn sử dụng nhiều hơn là cái tính chất quá mua quá bán. Phân kỳ có tên tiếng Anh là divergence, thì là một cái tính chất rất là quan trọng như mình đã chia sẻ phần đầu bài. Bởi vì cái tính chất phân kỳ này thì các bạn có thể áp dụng được với các chỉ báo khác, ví dụ như là Stochastic hay là MACD. Vậy thì để các bạn có thể hiểu rõ cũng như là nắm kỹ được những cái tính chất này thì theo mình các bạn nên download cái slide này về và mỗi khi mà rảnh rỗi thì các bạn có thể xem lại những cái ví dụ này cũng như là thực hành trên đồ thị thực tế để các bạn có thể hiểu rõ hơn, được không ạ? Thì với phân kỳ thì chúng ta sẽ có hai loại phân kỳ, đó là phân kỳ thường và phân kỳ kín. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phân kỳ thường hay còn gọi là phân kỳ đảo chiều. Thì phân kỳ đảo chiều là gì ạ? Ở đây chúng ta sẽ có hai cái ví dụ để giúp các bạn có thể hiểu được phân kỳ thường. Đầu tiên là giá sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng, và cái ví dụ thứ hai là giá đảo chiều từ tăng sang giảm. Thì ở trong trường hợp phân kỳ đảo chiều từ giảm sang tăng, tức là thị trường đang trong một xu hướng giảm và khi mà có tín hiệu phân kỳ thì giá đảo chiều và chuyển sang xu hướng tăng, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy cái tín hiệu phân kỳ này khi mà giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI thì lại tạo đáy cao hơn. Ví dụ như trong trường hợp này, các bạn có thể thấy ở cái gạch trắng này, khi giá tạo một cái đáy thấp hơn, đúng không ạ? Tuy nhiên thì ngược lại, đối với RSI thì trước đó giá đã tạo một cái đáy thấp hơn, nhưng ở trường hợp này giá lại tạo một đáy cao hơn, đúng không ạ? Thì đây là một cái tín hiệu ở phân kỳ của RSI. Và tương tự như thế, thì trong trường hợp mà giá đảo chiều từ tăng sang giảm ấy, thì các bạn sẽ thấy là khi mà giá tạo những cái đỉnh cao hơn thì ngược lại RSI nó sẽ tạo những cái đỉnh thấp hơn. Ví dụ như trong trường hợp này, giá tạo một cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng đối với chỉ báo RSI thì nó lại không tạo được một cái đỉnh cao hơn mà cái đỉnh sau nó lại thấp hơn đỉnh trước, đúng không ạ? Về cơ bản thì để các bạn dễ hiểu cũng như là dễ nhớ thì đối với chỉ báo RSI cũng như là các chỉ báo khác thì cái tính chất phân kỳ này nó sẽ xảy ra khi mà đường giá nó sẽ lệch pha với chỉ báo. Ví dụ như mình đã vừa chia sẻ là khi mà giá tạo một đáy thấp hơn thì cái chỉ báo RSI này nó tạo một đáy cao hơn, đúng không ạ? Tức là nó có sự lệch pha giữa đường giá và cái đường di chuyển của RSI. Ở đây cũng chính là cái trường hợp khác biệt giữa đường giá và đường RSI mà mình đã chia sẻ ở phần trước của bài học. Ở phần trước của bài học thì mình đã chia sẻ là đa phần thì đường giá và đường RSI nó chạy sẽ tương tự như nhau, đúng không ạ? Tuy nhiên trong một số trường hợp như này thì đường giá và đường RSI nó có cái sự lệch pha với nhau. Thì đây sẽ là cái dấu hiệu để giúp cho các bạn có thể tìm kiếm cơ hội vào lệnh, được không ạ? Và riêng đối với phân kỳ của chỉ báo RSI thì các bạn cần phải lưu ý một đặc điểm nữa. Đó là thường thì đối với phân kỳ đảo chiều này, khi mà các bạn thấy cái sự phân kỳ đảo chiều này nó ở một cái vùng kháng cự hoặc là hỗ trợ mạnh thì cái xác suất để xảy ra cái sự đảo chiều nó sẽ cao hơn. Và một đặc điểm nữa ấy, thì khi mà các bạn thấy cái sự phân kỳ thường này xảy ra ở trong cái vùng quá mua hoặc là quá bán thì nó cũng cho chúng ta cái xác suất đảo chiều nó sẽ cao hơn. Còn ví dụ như trong cái trường hợp mà cái phân kỳ thường này nó xảy ra ở trong cái vùng từ 30 đến 70 ấy, thì cái khả năng đảo chiều nó sẽ thấp hơn, được không ạ? Đây là hai cái tính chất rất là quan trọng. Và tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một loại phân kỳ nữa của RSI, đó chính là phân kỳ kín.
thì phân kỳ kín hay còn gọi là phân kỳ tiếp diễn. Thì phân kỳ tiếp diễn là gì ạ? Phân kỳ tiếp diễn ở đây mình sẽ có một cái ví dụ trong trường hợp là tiếp diễn tăng giá, và bên phải này là cái trường hợp phân kỳ kín và tiếp diễn giảm giá. Thì phân kỳ kín tiếp diễn tăng giá là gì ạ? Phân kỳ kín tiếp diễn tăng giá nó xảy ra trong trường hợp khi mà giá tạo một cái đáy cao hơn, tuy nhiên ấy, thì RSI lại tạo một cái đáy thấp hơn. Thì các bạn có thể thấy là ở đây vẫn thể hiện một cái sự ngược pha, đúng không ạ? Nhưng mà ở trong trường hợp phân kỳ tăng tiếp diễn ấy, thì giá tạo một cái đáy cao hơn đáy cũ, nhưng ngược lại RSI nó sẽ tạo một cái đáy thấp hơn cái đáy cũ, được không ạ? Và một đặc điểm nữa đối với cái trường hợp phân kỳ kín này thì thường các bạn sẽ thấy nó xảy ra ở trong cái vùng 30 đến 70, chứ ít khi nó xảy ra ở cái vùng quá mua hoặc là quá bán, được không ạ? Và một cái ví dụ về cái việc phân kỳ kín giảm tiếp diễn ở bên tay phải này thì nó ngược lại với phân kỳ tăng tiếp diễn, thì khi mà giá tạo một cái đỉnh thấp hơn như ở trường hợp này, tuy nhiên thì đối với chỉ báo RSI này nó lại tạo một cái đỉnh cao hơn cái đỉnh cũ, đúng không ạ? Thì khi mà các bạn thấy cái tín hiệu phân kỳ kín này trong một xu hướng giảm ấy, thì nó sẽ báo hiệu cho chúng ta một cái dấu hiệu là cái xu hướng giảm này nó sẽ tiếp tục. Và thông thường ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái tính chất phân kỳ kín này để chúng ta gồng lệnh, chưa cũng ít khi chúng ta sử dụng để tìm điểm vào lệnh, bởi vì nó sẽ xảy ra ít hơn cái trường hợp là phân kỳ thường. Ví dụ như ở trong trường hợp này, nếu các bạn thực hiện được một lệnh sell ở phía trên này và các bạn nhận thấy cái tín hiệu phân kỳ kín của RSI ở cái khoảng này, thì các bạn sẽ tiếp tục giữ cái lệnh sell này thay vì các bạn chốt lời, được không ạ? Vậy thì vừa rồi chúng ta đã học qua hai cái tính chất phân kỳ rất là quan trọng đối với chỉ báo RSI, đó là phân kỳ thường và phân kỳ kín. Thì đây là hai cái tính chất rất quan trọng, nên các bạn hãy học thật kỹ và xem đi xem lại rất nhiều lần hai cái phần này để các bạn có thể hiểu cũng như là có thể áp dụng được. Lát nữa thì trong cái ví dụ thực tế mình sẽ sử dụng cái tính chất phân kỳ của RSI để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Vậy thì trước khi mà chúng ta đi qua phần tiếp theo, mình xin nhắc lại một lần nữa là các bạn hãy cố gắng học kỹ cái tính chất phân kỳ của chỉ báo RSI này. Và khi các bạn học kỹ được cái tính chất phân kỳ này thì các bạn sẽ áp dụng được rất là tốt khi mà các bạn học những cái chỉ báo tiếp theo, được không ạ? Bây giờ thì chúng ta cùng qua phần tiếp theo của bài học ngày hôm nay nhé. Ở trong phần này thì mình sẽ điểm qua một vài cái sai lầm mà các trader thường gặp phải khi mà sử dụng cái chỉ báo RSI, đặc biệt là đối với những cái trader mới. Thì một số sai lầm thường gặp ấy mà khiến rất nhiều người mới mất tiền đối với chỉ báo RSI này, đó chính là thực hiện lệnh buy khi thị trường chạm hoặc là đang ở trong cái trạng thái quá bán, hoặc là thực hiện lệnh sell khi mà thị trường đang ở trạng thái quá mua. Và một sai lầm nữa đó là các bạn giao dịch ngay khi có cái tín hiệu phân kỳ, đặc biệt là đối với cái lỗi buy hoặc là sell khi mà thị trường đạt những cái trạng thái quá mua quá bán, thì mình thấy rất nhiều người gặp phải. Và bản thân mình khi mà mới tìm hiểu về thị trường cũng như là mới tìm hiểu về chỉ báo RSI này thì mình cũng thường xuyên mắc cái lỗi này, bởi vì mình thấy là thông thường những người mới thì thường sử dụng chỉ báo RSI này thì cảm thấy nó rất là trực quan, và đồng thời thì nó cũng thuận theo cái suy nghĩ của đa phần người mới, đó là cảm thấy là khi thị trường ở trạng thái quá mua rồi thì giá đã tăng rất là cao và mọi người cũng suy nghĩ là không có cái gì tăng mãi được, và thông thường chúng ta sẽ đặt lệnh sell. Và ngược lại thì khi mà thị trường đang trong trạng thái quá bán thì đa phần chúng ta cũng nghĩ là giá đã giảm quá rồi, và đồng thời thì thị trường cũng đang trong cái trạng thái quá bán, đúng không ạ? Vậy thì tại sao chúng ta lại không thực hiện một lệnh buy? Vậy thì đây là hai cái sai lầm mà chết người khi mà chúng ta sử dụng RSI. Thì để các bạn có thể hiểu hơn thì mình sẽ qua một cái ví dụ như thế này. Các bạn có thể thấy là trong một xu hướng giảm ấy, thì khi mà chỉ số RSI này nó đạt đến cái trạng thái quá bán, tuy nhiên thì nó nằm trong cái vùng quá bán rất là lâu và giá giảm rất là mạnh, đúng không ạ? Vậy thì ví dụ như trong trường hợp này, nếu các bạn thấy đây là vùng quá bán thì các bạn mua thì chắc chắn là các bạn sẽ đua đỉnh ở chỗ này, đúng không ạ? Và thậm chí là khi mà giá đã giảm xuống một cái mức rất là sâu rồi, ví dụ như ở trong trường hợp này chẳng hạn, khi mà các bạn mua ở dưới này thì các bạn vẫn tiếp tục bị đu đỉnh, đúng không ạ? Bởi vì sau đó thì giá vẫn còn giảm rất là sâu nữa, đúng không ạ? Thì phân tích thêm một chút nữa ở trong cái ví dụ này thì tại sao khi mà chỉ báo RSI này nó đạt cái trạng thái quá bán rất là nhiều lần, tuy nhiên thì giá vẫn tiếp tục giảm ạ? Thì như ở cái tính chất về tính chất quá mua hoặc là quá bán thì mình đã chia sẻ với các bạn là chúng ta thường chỉ nên áp dụng cái tính chất quá mua quá bán này tại
những cái vùng kháng cự hoặc là hỗ trợ mạnh, đúng không ạ? Và nếu mà có thêm những cái tín hiệu, những mô hình nến đảo chiều, những mẫu nến đảo chiều thì sẽ giúp xác nhận cái sự đảo chiều tốt hơn, đúng không ạ? Còn trong trường này, mặc dù là giá đã đạt ở cái trạng thái quá bán, tuy nhiên như các bạn thấy ở đây thì giá vừa phá cái vùng hỗ trợ này với việc xác nhận hai cây nến giảm rất là mạnh, đúng không ạ? Hoặc là ở trong cái trường hợp này thì giá đang trong một cái xu hướng giảm mạnh, thì mặc dù là chỉ báo RSI này nó đang nằm trong vùng quá bán thì chúng ta cũng không nên thực hiện lệnh mua vào, bởi vì giá vẫn đang trong một xu hướng giảm rất là mạnh. Và trong rất nhiều trường hợp khi mà giá đang trong một cái xu hướng tăng hoặc là giảm mạnh ấy, thì chỉ báo RSI khi mà nằm trong vùng quá mua quá bán thì không những nó không cho chúng ta cái dấu hiệu đảo chiều, mà nó còn thể hiện là cái xu hướng này nó đang rất là mạnh, cái xu hướng tăng hoặc là xu hướng giảm này nó đang rất là mạnh. Vậy thì ở đây chúng ta có thể rút ra một cái bài học là chúng ta không được sử dụng máy móc cái tính chất quá mua quá bán, mà các bạn cần phải tuân thủ cái nguyên tắc là các bạn sử dụng cái tính chất quá mua quá bán này tại những cái vùng kháng cự hoặc là hỗ trợ mạnh. Đồng thời thì các bạn nên chờ những cái tín hiệu đảo chiều, và thường thì sẽ sử dụng cái tính chất quá mua quá bán này ở trong một cái thị trường sideways có một cái biên độ ổn định thì sẽ tốt hơn là cái việc các bạn sử dụng trong một cái thị trường có xu hướng mạnh, được không ạ? Và qua một ví dụ nữa về cái sai lầm khi mà sử dụng RSI với cái tín hiệu phân kỳ. Vừa rồi thì chúng ta vừa học cái tính chất phân kỳ của RSI, nó là một cái dấu hiệu giúp chúng ta nhận biết cái dấu hiệu đảo chiều, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái sai lầm của rất nhiều bạn, đặc biệt là bạn mới khi mà sử dụng cái tính chất phân kỳ này là các bạn giao dịch ngay khi nhận thấy cái dấu hiệu phân kỳ. Thì tại sao cái việc giao dịch ngay khi nhận thấy cái dấu hiệu phân kỳ này nó lại nguy hiểm ạ? Bởi vì các bạn cần phải lưu ý là cái tín hiệu phân kỳ này là một cái tín hiệu đảo chiều, tuy nhiên không phải trong trường nào cứ xuất hiện phân kỳ là nó sẽ xác nhận cho chúng ta cái sự đảo chiều của xu hướng, được không ạ? Ví dụ như trong trường hợp này các bạn có thể thấy là đã có cái tín hiệu phân kỳ khi mà đường giá tạo cái đỉnh cao hơn nhưng chỉ báo RSI thì lại tạo cái đỉnh thấp hơn, đúng không ạ? Tuy nhiên thì giá chỉ giảm được một chút, sau đó thì tiếp tục cái xu hướng tăng, đúng không ạ? Thì ở đây là một số cái sai lầm mà các bạn cần phải tránh khi mà các bạn sử dụng chỉ báo RSI. Thì nói thêm một chút về cái sai lầm khi mà chúng ta sử dụng các chỉ báo ấy, thì nếu mà các bạn theo dõi những cái bài học về chỉ báo mà mình đã chia sẻ thì có thể rất nhiều bạn sẽ thấy thắc mắc là tại sao khi mà chúng ta học về các chỉ báo thì tính chất của các chỉ báo là như thế. Tuy nhiên thì đa phần trong phần sai lầm khi thực hiện các chỉ báo thì chúng ta lại không được thực hiện như cái tính chất mà chúng ta đã học, đúng không ạ? Và có thể các bạn sẽ đặt câu hỏi là vậy thì chúng ta đưa ra cái tính chất đấy để làm gì, đúng không ạ? Thì mình thấy đó là cái thắc mắc cũng khá là dễ hiểu. Tuy nhiên thì các bạn cần phải hiểu là mặc dù tính chất của các chỉ báo là như thế, tuy nhiên thì các bạn hiểu là nếu mà tính chất như thế và chúng ta áp dụng y như cái tính chất của các chỉ báo như thế thì ai cũng sẽ kiếm được tiền, đúng không ạ? Vậy thì làm gì có chuyện ở trong thị trường tài chính số người mất tiền lại nhiều hơn số người được tiền, đúng không ạ? Và nếu mà chỉ áp dụng đơn thuần các cái tính chất của các chỉ báo mà các bạn có thể giao dịch thành công được thì câu chuyện lại quá đơn giản, đúng không ạ? Vậy thì phải chăng là những cái tính chất của các chỉ báo này chỉ đưa ra cho có và nó lại không chính xác ạ? Thì mình xin trả lời là các cái tính chất của các chỉ báo thì hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên thì nó chỉ chính xác ở trong một số những cái trường hợp nhất định, chứ không phải là chính xác trong tất cả các trường hợp. Vậy cho nên là dẫn đến cái tình trạng khi mà các bạn học hời hợt và không hiểu rõ thì các bạn áp dụng những cái tính chất này một cách máy móc thì các bạn sẽ bị mất tiền bởi những cái tính chất này. Vậy thì điểm mấu chốt mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở đây là gì ạ? Đó chính là việc các bạn sử dụng các cái tính chất của các chỉ báo nói chung và tính chất của chỉ báo RSI nói riêng trong bài học ngày hôm nay ấy, thì các bạn cần phải áp dụng các cái tính chất này ở đâu và khi nào, chứ các bạn không áp dụng một cách máy móc theo lý thuyết. Ví dụ như đối với chỉ báo RSI mà mình đã chia sẻ thì các bạn sẽ áp dụng cái tính chất quá mua quá bán hoặc là cái tính chất phân kỳ này ở những cái vùng kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh, đúng không ạ? Còn khi mà giá đạt những cái trạng thái quá mua hoặc là quá bán, tuy nhiên giá vẫn đang trong một cái xu hướng tăng hoặc là giảm mạnh và nó không nằm gần một cái vùng hỗ trợ hoặc là kháng cự nào thì lúc đó các bạn không nên sử dụng cái tính chất quá mua quá bán, kể cả cái tính chất phân kỳ thì cũng như thế, đúng không ạ? Vậy thì ở đây cái điểm mấu chốt là chúng ta hơn nhau ở cái việc là chúng ta sử dụng cái tính chất của các chỉ báo một cách linh hoạt, cũng như là sử dụng ở một cái thời điểm cũng như ở một cái vị trí thích hợp, được không ạ? Và để các bạn có thể ứng dụng được những cái tính chất
của RSI này trong giao dịch trên thực tế, thì chúng ta cùng qua cái phần tiếp theo là những cái phương pháp để chúng ta có thể sử dụng tốt với RSI nhé. Ở trong phần các phương pháp giao dịch với chỉ báo RSI thì mình thấy là đối với chỉ báo RSI thì nó có rất là nhiều các cái ứng dụng trong quá trình giao dịch, cũng như là như mình đã chia sẻ thì chỉ báo RSI nó có thể kết hợp với rất nhiều các chỉ báo khác để tạo thành những cái hệ thống giao dịch. Tuy nhiên ở trong phạm vi bài học hôm nay thì mình xin phép được chia sẻ với các bạn hai cái phương pháp giao dịch mà mình đã ứng dụng thực tế và mình thấy nó khá là hiệu quả. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để giao dịch với cái chỉ báo RSI ở trong thị trường sideways. Thì đối với phương pháp giao dịch này, chúng ta sẽ kết hợp chỉ báo RSI với chỉ báo Bollinger Band. Thì chỉ báo Bollinger Band chúng ta học ở bài trước ấy, thì mình cũng đã có một cái bài cũng như là ví dụ hướng dẫn khá là cụ thể về cách thức để giao dịch với Bollinger Band ở trong một cái thị trường sideways. Thì khi mà chúng ta kết hợp thêm chỉ báo RSI thì nó sẽ cho chúng ta những cái tín hiệu xác nhận và những cái căn cứ rõ ràng hơn trường hợp chúng ta chỉ sử dụng Bollinger Band, được không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ kết hợp Bollinger Band và RSI như thế nào ạ? Thì như các bạn có thể thấy ở trên đồ thị thì khi mà giá chạm cái band trên cũng như là cái trường hợp chỉ báo RSI nó vượt qua vùng 70, tức là vùng quá mua, đúng không ạ? Vậy thì đây là những cái thời điểm chúng ta có thể cân nhắc thực hiện lệnh sell, hoặc là tương tự như ở phía bên trên này. Thì khi mà giá vượt khỏi band trên cũng như là đồng thời chỉ báo RSI nó vượt lên cái vùng quá mua, đúng không ạ? Vậy thì đây là một cái thời điểm để chúng ta có thể thực hiện những lệnh sell. Và nếu các bạn kẻ một cái đường nằm ngang ở đây thì các bạn có thể thấy là đây cũng chính là một cái vùng kháng cự, đúng không ạ? Và ngược lại, đối với cái trường hợp khi mà giá chạm cái band dưới, đồng thời RSI cho cái dấu hiệu là giá vượt qua khỏi cái vùng 30, tức là vùng quá bán, đúng không ạ? Thì đây là những cái thời điểm để chúng ta có thể cân nhắc thực hiện những cái lệnh buy. Vậy thì cái chiến lược này chúng ta sẽ chỉ thực hiện ở trong một cái thị trường sideways, được không ạ? Ở trên đồ thị này thì các bạn có thể thấy là có thể một số bạn sẽ thắc mắc là trong rất nhiều trường hợp khi mà giá chạm những cái vùng band trên hoặc là band dưới thì tuy nhiên chỉ báo RSI nó không chạm những cái vùng quá mua hoặc quá bán, thì như vậy có thể chúng ta sẽ bỏ lỡ những cái cơ hội giao dịch ở trong những cái trường hợp này, đúng không ạ? Thì ở đây là một cái kinh nghiệm cũng như là một cái mẹo mình chia sẻ với các bạn. Thì ở đây các bạn có thể thấy là trên đồ thị này thì mình đang sử dụng cái chỉ báo RSI với cái chu kỳ là 14. Thì đối với cái thị trường sideways, đồng thời đối với những cái cặp tiền có những cái biên độ dao động không quá lớn, ví dụ như là EU hay là AUNU, thì các bạn có thể sử dụng thêm cái chỉ báo RSI với cái chu kỳ là 7, là một cái chu kỳ ngắn hơn, đúng không ạ? Thì khi mà các bạn sử dụng cái chỉ báo RSI với cái chu kỳ là 7 là chu kỳ ngắn hơn ấy, thì các bạn có thể sẽ tìm kiếm được nhiều cơ hội vào lệnh hơn trong một cái thị trường sideways. Bởi vì thường trong một cái thị trường sideways thì thường chúng ta sẽ giao dịch với một cái chiến lược ngắn hạn, đúng không ạ? Tức là chúng ta sẽ vào lệnh và thoát lệnh trong một khoảng thời gian cũng khá là ngắn. Để các bạn có thể so sánh được chỉ báo RSI với hai cái chu kỳ khác nhau cũng như là việc kết hợp với chỉ báo Bollinger Band thì mình sẽ qua cái đồ thị thực tế để các bạn có thể hiểu rõ hơn nhé. Đây, như các bạn có thể thấy ở đây thì mình sẽ thêm cái chỉ báo RSI với cái chu kỳ là 7 ở đây. Thì tiện đây mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để các bạn có thể tùy chỉnh chỉ báo RSI. Thì các bạn chọn cái hình bánh răng này, setting, sau đó thì các bạn vào mục style, sau đó thì các bạn vào mục input và các bạn thay đổi cái length này, tức là cái độ dài của chu kỳ từ 14 sang 7, được không ạ? Ở bên style này thì các bạn có thể lựa chọn màu sắc của chỉ báo RSI, được không ạ? Ngoài ra thì như mình đã chia sẻ ở trong bài giao dịch trong thị trường sideways với Bollinger Band ấy, thì các bạn cũng có thể kết hợp Bollinger Band với độ lệch chuẩn là 2 và 3 để chúng ta có một cái vùng kháng cự hoặc là một cái vùng hỗ trợ ở giữa hai cái đường band này, được không ạ? Vậy thì các bạn cũng có thể kết hợp một cách linh hoạt hai Bollinger Band với lại hai cái chỉ báo RSI này. Các bạn có thể thấy ở đây, ở trong rất nhiều trường hợp khi mà giá chạm cái band trên của Bollinger Band và đồng thời cái chỉ báo RSI này nó chạm hoặc là nó vượt qua cái vùng 70 thì chúng ta có thể thực hiện những lệnh sell, đúng không ạ? Tuy nhiên ở trong trường hợp này, khi mà giá chạm cái band trên, đúng không ạ? Khi mà chúng ta sử dụng cái RSI với cái chu kỳ là 14 thì nó sẽ không cho chúng ta cái dấu hiệu xác nhận là đã chạm quá mua hoặc quá bán, đúng không ạ? Vậy thì khi mà các bạn thêm cái chỉ báo RSI với cái chu kỳ ngắn hơn này thì các bạn có thể thấy là giá đã chạm
hoặc là vượt qua cái vùng 70 thì đây cũng là một cái tín hiệu để giúp các bạn có thể thực hiện những cái lệnh giao dịch ngắn hạn đối với cái phương pháp giao dịch trong thị trường sideways, đúng không ạ? Hoặc là trong trường hợp này các bạn có thể thực hiện những lệnh buy lên khi mà thấy chỉ báo RSI với chu kỳ là 7 nó đã chạm vùng khóa bán, đúng không ạ? Vậy thì tóm lại đối với cái phương pháp giao dịch này thì các bạn sẽ kết hợp sử dụng Bollinger Band với hai chỉ báo RSI nếu mà các bạn thấy giá chạm bên trên hoặc là bên dưới của Bollinger Band, đồng thời chỉ báo RSI với chu kỳ 14 hoặc là 7 cùng chạm vùng khóa mua hoặc là khóa bán, thì đó là một cái thời điểm rất là tốt để chúng ta thực hiện lệnh buy hoặc là sell, đúng không ạ? Còn trong những cái trường hợp khi mà giá chạm bên trên hoặc bên dưới của Bollinger Band, tuy nhiên ấy, thì với chỉ báo RSI với chu kỳ là 14 nó không cho tín hiệu khóa mua khóa bán, còn cái chỉ báo RSI với chu kỳ là 7 cho tín hiệu khóa mua khóa bán thì các bạn vẫn có thể giao dịch. Tuy nhiên thì trường hợp này cái tín hiệu nó sẽ yếu hơn những cái trường hợp mà khi cả chỉ báo RSI với chu kỳ 14 và chu kỳ 7 nó đều ở trạng thái khóa mua hoặc khóa bán, đúng không ạ? Vậy thì các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta sử dụng RSI với cái chu kỳ là 7 là cái chu kỳ ngắn hơn ấy, thì nó sẽ cho chúng ta nhiều cái tín hiệu giao dịch hơn, đúng không ạ? Tuy nhiên ấy, thì có thể nó sẽ cho chúng ta nhiều cái tín hiệu nhiễu hơn. Vậy thì đối với cái trường hợp này các bạn nên cân đối giảm volume so với những cái trường hợp mà chỉ báo RSI với chu kỳ là 14 và chu kỳ là 7 đều cho chúng ta cái dấu hiệu khóa mua khóa bán, được không ạ? Ok, bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với nội dung của bài học ngày hôm nay nhé. Ở trong phần này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái phương pháp để giao dịch với RSI với cái tín hiệu phân kỳ. Thì đây là một cái phương pháp giao dịch mình thấy khá là hiệu quả và mình đã ứng dụng rất nhiều trên thực tế. Thì chúng ta sẽ áp dụng cái cách thức giao dịch này như thế nào ạ? Thì có một số điểm mà các bạn cần phải lưu ý là như cái tính chất về phân kỳ chúng ta vừa học ấy, thì các bạn hãy áp dụng cái tính chất phân kỳ này để tìm cái điểm đảo chiều, nhưng mà các bạn cần phải áp dụng ở những cái điểm kháng cự hoặc là hỗ trợ mạnh. Đồng thời thì các bạn cũng cần phải tìm thêm những cái yếu tố để xác nhận, ví dụ như là mô hình nến đảo chiều. Hoặc là các bạn có thể sử dụng những cái công cụ khác, ví dụ như là đường trend line chẳng hạn, để xác định cái xu hướng nó đã bị phá vỡ. Hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng kết hợp với các cái chỉ báo khác mà chúng ta đã học, được không ạ? Vậy thì cái lưu ý ở đây là các bạn nên kết hợp với các công cụ hoặc chỉ báo khác, chứ không nên sử dụng cái tính chất phân kỳ này độc lập để các bạn giao dịch, được không ạ? Ví dụ như trong trường hợp này, khi các bạn thấy giá đang trong một xu hướng giảm và có cái tín hiệu phân kỳ của RSI ấy, sau đó thì các bạn thấy một cái mô hình nến đảo chiều là mô hình nến Morningstar, thì sau khi xác nhận cái mô hình nến này thì đây có thể là một cái điểm để các bạn có thể thực hiện lệnh buy. Hoặc là trong trường hợp này thì cái tín hiệu phân kỳ nó xảy ra khi mà các bạn thấy giá tiệm cận đến cái vùng kháng cự này là một cái vùng kháng cự rất là mạnh. Sau đó thì các bạn cũng có thể thấy là ở đây là một cái mô hình nến đảo chiều, là mô hình đỉnh nhíp, đúng không ạ? Và cái cây nến tiếp theo là một cái cây nến xác nhận, một cây nến đỏ khá là dài. Vậy thì đây là những cái dấu hiệu để giúp chúng ta có thể kết hợp với cái tín hiệu phân kỳ của chỉ báo RSI và chúng ta thực hiện cái lệnh giao dịch, được không ạ? Và để các bạn có thể hiểu hơn cái cách thức giao dịch với tính chất phân kỳ của chỉ báo RSI này thì mình sẽ lấy một ví dụ thực tế ở trên đồ thị nhé. Ở trong ví dụ này thì mình sẽ lấy ví dụ với cặp Euro USD và trên khung thời gian là H4. Và ở đây thì mình sẽ sử dụng RSI kết hợp với hành động giá để các bạn có thể tập trung vào cái chỉ báo RSI này, chứ mình không kết hợp thêm một cái chỉ báo nào khác. Trên thực tế thì các bạn có thể hoàn toàn áp dụng chỉ báo RSI này với bất cứ một cái chỉ báo nào các bạn muốn. Tuy nhiên thì mình xin lưu ý là trước khi mà các bạn muốn kết hợp nhiều chỉ báo với nhau thì các bạn cần phải hiểu rõ cũng như là sử dụng thuần thục từng chỉ báo. Sau đó thì các bạn hãy nghĩ đến cái chuyện là các bạn kết hợp nhiều chỉ báo tạo nên một cái hệ thống giao dịch, được không ạ? Còn quay trở lại với cái ví dụ này thì như các bạn có thể thấy hiện tại thì trên khung thời gian H4 cặp EU này đang trong một cái xu hướng giảm khá là rõ ràng, đúng không ạ? Tuy nhiên thì giá đã giảm được rất là nhiều rồi, cho nên là mình sẽ không thực hiện lệnh bán nữa bởi vì rất khó để tìm điểm stop loss, đúng không ạ? Mà ở đây mình sẽ tìm kiếm một cái cơ hội khi mà giá chạm những cái vùng hỗ trợ thì mình sẽ tìm kiếm những cái cơ hội mua lên khi có tín hiệu đảo chiều. Vậy thì công việc đầu tiên của chúng ta là chúng ta sẽ tìm những cái vùng hỗ trợ mà giá có thể tiến đến, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cùng zoom nhỏ màn hình lại để tìm những cái vùng hỗ trợ tiềm năng nhé. Ở đây như các bạn có thể thấy thì chúng ta sẽ tìm được hai cái vùng hỗ trợ phía dưới này.
Ok, sau khi đã xác định được hai cái vùng hỗ trợ này thì chúng ta sẽ cùng quan sát xem là giá sẽ diễn biến như thế nào để chúng ta có thể tìm kiếm cơ hội nhé. Như các bạn có thể thấy, sau khi giá tiệm cận đến cái vùng hỗ trợ đầu tiên thì ngay lập tức xuất hiện một cái cây nến Marubozu rất là mạnh, đúng không ạ? Hay còn có thể gọi là cây nến Bullish Engulfing, đúng không ạ? Ngoài ra thì các bạn cũng có thể thấy là sau khi giá tạo một cái đáy sau thấp hơn cái đáy trước thì đối với chỉ báo RSI thì nó lại tạo một cái đáy sau cao hơn đáy trước, đúng không ạ? Vậy thì đây là một cái tín hiệu phân kỳ đảo chiều khá là rõ ràng, đúng không ạ? Vậy thì trong trường hợp này liệu chúng ta đã nên thực hiện một lệnh buy chưa ạ? Thì đối với cá nhân mình, nếu mà trường hợp không có một cái vùng hỗ trợ phía dưới này mà chỉ có một cái vùng hỗ trợ này và với những cái tín hiệu phân kỳ cũng như là tín hiệu nến đảo chiều này thì mình sẽ thực hiện một lệnh buy. Tuy nhiên trong trường hợp này thì vì nó có một cái vùng hỗ trợ khá là mạnh phía dưới này, đồng thời thì trong một cái xu hướng giảm rất là mạnh của EU thì rất có thể giá có thể sẽ phá qua cái vùng hỗ trợ này và kiểm tra cái vùng hỗ trợ mạnh phía dưới này. Vậy thì mình sẽ chờ thêm một số cây nến nữa để có thể rõ tín hiệu xem là liệu giá có phá cái vùng hỗ trợ phía trên này không nhé. Như các bạn có thể thấy ở đây thì sau khi giá quay trở lại kiểm tra cái vùng hỗ trợ một lần nữa thì liên tiếp sau đó là những cây nến xanh tăng giá, đúng không ạ? Và nếu các bạn đã học về những cái mô hình nến đảo chiều ấy, thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy đây là cái mô hình nến ba chàng lính, đúng không ạ? Thì đây là một cái dấu hiệu rất là tốt để cho chúng ta thấy là giá đã từ chối cái vùng cản này và có thể đây là một cái tín hiệu đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Ngoài ra thì khi mà các bạn quan sát trên cái chỉ báo RSI thì các bạn cũng có thể vẽ được một cái đường trendline như thế này. Thì đây là một cái tính chất có thể coi là nâng cao, có thể các bạn mới sẽ hơi khó hiểu. Tuy nhiên thì tiện trong cái ví dụ này mình thấy khá là hay nên mình sẽ chia sẻ luôn với các bạn. Thì trên chỉ báo RSI các bạn cũng có thể vẽ những cái đường trendline tương tự như trên đường giá, được không ạ? Thì khi mà các bạn vẽ cái đường trendline trên chỉ báo RSI này thì các bạn có thể thấy là sau khi mà giá phá qua cái đường trendline này thì giá đã quay trở lại kiểm tra, tức là reset cái đường trendline này và tiếp tục tăng lên. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể thấy là sau khi mà giá phá cái đường trendline này cũng như là reset thành công thì giá lại tiếp tục phá qua cái mức 50, đúng không ạ? Thì đây là một cái dấu hiệu càng chắc chắn hơn cho cái việc là giá có thể đảo chiều. Thì cái tính chất breakout đường trendline ở trên chỉ báo RSI này nó là một cái dấu hiệu báo sớm cho chúng ta là sắp tới có thể cũng sẽ có một cái breakout ở trên đường giá. Thì đây là một cái tín hiệu giúp chúng ta có thể tìm kiếm những cái cơ hội vào lệnh sớm hơn rất là nhiều. Vậy thì kết hợp những cái tín hiệu này lại thì mình sẽ thực hiện cái lệnh mua sau khi mà xuất hiện cái mô hình nến ba chàng lính này, được không ạ? Và điểm stop loss thì mình sẽ đặt ở phía dưới cái vùng hỗ trợ này. Và điểm TP thì mình sẽ kỳ vọng ở phía trên cái đỉnh này thì chúng ta sẽ có một cái lệnh khoảng 1-2,6, cũng là một cái tỷ lệ khá là tốt, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta cùng quan sát xem là diễn biến giá sẽ như thế nào nhé. Như các bạn có thể thấy thì giá đã tiếp tục tăng theo cái xu hướng mà chúng ta dự đoán, đúng không ạ? Và ở đây thì nếu mà bạn nào để ý thì các bạn có thể thấy là sau khi mà giá tăng lên cái điểm này thì chúng ta có thể vẽ được một cái đường trendline ở trên đường giá như thế này. Vậy thì ở trong trường hợp này, nếu mà bạn nào bị lỡ cái cơ hội vào lệnh ở phía dưới này thì sau khi mà giá phá cái đường trendline này thì đây là một cái tín hiệu khá là rõ ràng cho chúng ta thấy là giá gần như sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng, đúng không ạ? Tuy nhiên thì nó có một vấn đề là khi mà các bạn chờ cái đường giá nó phá qua cái đường trendline này thì chúng ta sẽ có một cái cơ hội vào lệnh không đẹp bằng cái lệnh trước, đúng không ạ? Ngoài ra thì cái điểm stop loss của nó cũng sẽ xa. Ngoài ra thì còn một vấn đề nữa là khi mà các bạn thấy đường giá nó phá qua cái đường trendline này rồi thì chỉ báo RSI của chúng ta hiện tại đang ở mức khoảng 63, đúng không ạ? Tức là nó đang rất gần với mức 70 thì có thể các bạn sẽ e ngại là khi mà giá chạm vùng 70 thì có thể nó sẽ điều chỉnh, sau đó thì nó mới tăng. Vậy thì ở đây trong trường hợp chỉ trừ khi các bạn chưa vào được cái lệnh trước đó thì các bạn mới nên vào cái lệnh ở thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Sau đó thì các bạn sẽ đặt cái điểm dừng lỗ cũng ở phía dưới cái vùng hỗ trợ này.
ở đây mình có thể vào thêm một lệnh để các bạn có thể so sánh xem là cái tỷ lệ giữa hai lệnh nó khác nhau như thế nào nhé. Như các bạn thấy ở đây thì một lệnh cho chúng ta là tỷ lệ 2,58 và một lệnh cho chúng ta tỷ lệ có 1,36 đúng không ạ? Vậy thì ở đây các bạn có thể thấy sự khác biệt giữa sử dụng chỉ báo RSI với việc chờ khi đường giá phá khỏi cái đường trendline, breakout khỏi đường trendline này đúng không ạ? Ok, bây giờ thì chúng ta cùng quan sát xem là giá sẽ diễn biến như thế nào nhé. Như các bạn có thể thấy thì giá đã chạm TP của chúng ta đúng không ạ? Thì trên đây là một cái ví dụ về việc sử dụng cái tín hiệu phân kỳ của chỉ báo RSI trong quá trình chúng ta giao dịch. Thì mình không dám đảm bảo rằng khi mà chúng ta sử dụng cái tín hiệu phân kỳ này thì nó cho cái lệnh thắng 100%. Tuy nhiên là khi mà các bạn sử dụng cái tín hiệu phân kỳ này kết hợp với những cái điều kiện mà mình vừa trình bày, ví dụ như là giá chạm những cái vùng kháng cự hoặc là hỗ trợ mạnh, kết hợp với những cái mô hình nến đảo chiều. Ngoài ra thì chúng ta còn thấy cái tín hiệu là đường trendline trên RSI nó đã bị breakout đúng không ạ? Thì khi mà các bạn thực hiện những cái lệnh này, cái xác suất để thành công nó cực kỳ là cao. Thì như mình đã chia sẻ, chỉ báo RSI là một cái chỉ báo rất là hay và có rất nhiều ứng dụng ở trong giao dịch. Tuy nhiên là cái bài học hôm nay có lẽ cũng khá là dài rồi, cho nên là mình có lẽ xin phép kết thúc cái video ngày hôm nay tại đây. Ở trong tương lai nếu mà các bạn thích về chỉ báo RSI cũng như là nếu mà mình có thời gian thì có thể mình sẽ làm thêm những cái ví dụ về việc ứng dụng chỉ báo RSI trong quá trình giao dịch. Thì trên đây là toàn bộ những cái kiến thức về chỉ báo RSI cũng như là cái cách thức để các bạn có thể giao dịch hiệu quả với RSI, thì hy vọng là nó hữu ích đối với các bạn. Và trước khi kết thúc video này thì mình xin lưu ý một điều là sau khi các bạn xem video của mình ấy, thì các bạn nên thực hành trên đồ thị thật là nhiều để các bạn có thể hiểu cũng như là thuần thục những cái cách thức để các bạn có thể giao dịch. Đặc biệt là đối với những bạn mới thì các bạn càng nên thực hành nhiều trên đồ thị thực tế được không ạ? Và cuối cùng thì nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cũng như là đăng ký để ủng hộ cho team Đế Chế Forex nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.